kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, hot nhất. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình. Nhận định về chiến dịch tấn công mùa hè của quân đội Nga hiện nay, sau khi phân tích toàn bộ tình hình chiến trường hiện nay ở Ukraina, đặc biệt là tình hình ở từng hướng mặt trận, có thể rút ra những nhận định cơ bản về chiến dịch tấn công mùa hè của quân đội Nga hiện nay. Thứ nhất, quân nga đang có đà tấn công mạnh mẽ trên thực tế có thể thấy từ trận chiến adika của quân đội nga vào đầu năm nay khi cuộc chiến bước sang năm thứ ba khả năng tấn công của quân đội nga đang tăng lên nhanh chóng trong khi đó quân đội ukraine về cơ bản đã mất đi khả năng phát động các chiến dịch tấn công lớn hiện tại quân đội ukraine chỉ có thể dựa vào các cuộc phản công chiến thuật không thường xuyên để quấy rối quân nga đồng thời phá hủy một số vũ khí của quân đội nga để tạo tiếng vang truyền thông nhưng hiện tại ngay cả các đòn phản công chiến thực của quân đội ukraine cũng ngày càng yếu đi trong khi khả năng tấn công của quân đội nga ngày càng mạnh hơn và tốc độ tiến quân đang dần tăng tốc Điều này cho thấy cán cân chiến lược giữa Nga và Ukraine đang ngày càng nghiêng về một phía. Hơn nữa, khi quân Nga có được lợi thế chiến lược, thì việc quân Nga ngừng bắn tại chỗ và để quân Ukraine ra đi là điều quá khó xảy ra. Thứ hai, trong chiến dịch tấn công mùa hè năm 2024 của quân đội Nga, mục tiêu và kế hoạch chiến dịch tương đối rõ ràng. Về mục tiêu chiến dịch, có thể nhìn thấy quân Nga nghi binh ở phía Bắc, Giờ đây, việc Nga mở mặt trận Kharkov có vẻ như nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cầm chân lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Ukraine ở đó, và sau đó họ tấn công mạnh ở mặt trận phía tây thành phố Donetsk. Về mục tiêu chiến dịch, các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công mùa hè của quân đội Nga có thể chia thành hai phần. Một là dọn sạch các chướng ngại vật đối với thành phố Burskot và đột phá đến gần thành phố Burskot để chuẩn bị phát động chiến dịch tấn công vào thành phố này trong tương lai. Hai là phát động chiến dịch tổng lực nhằm dứt điểm tuyến New York-Torres với ý định chiếm thành phố Torres, mở đường tấn công vào thành phố Constantinoka ở phía nam vòng cung phòng thủ Slanjad. Hai mục tiêu của chiến dịch hỗ trợ lẫn nhau và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tất nhiên, Bộ Tổng thâm mưu quân đội Nga có thể có một số mục tiêu phụ như chiếm Chasotya, Sever, Liman. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, chiến lược hiện tại để tiếp cận thành phố Boskot và chiếm Torres là mục tiêu có lợi nhất cho quân đội Nga. Thứ ba, do mục tiêu và kế hoạch chiến dịch của quân đội Nga tương đối rõ ràng, nên ý đồ chiến dịch của quân đội Nga cũng phải tương đối rõ ràng, trọng tâm vẫn là hướng chiến dịch ở miền Trung và miền Nam tỉnh Donetsk. Về hướng chiến dịch trung tâm Donetsk dự kiến, quân đội Nga sẽ tiếp tục thực hiện đột phá chiến thuật dọc theo thị trấn New York từ bên sườn và thẳng vào thành phố Torres, đồng thời giữ lại một lượng lực lượng dự bị nhất định cho một số hướng chiến thuật khác, có thể là Zaporizhia hoặc khu vực giữa Kakov và Lugan hiện tại do tiến độ của hai tuyến đường tương đối đồng đều nên chúng ta không thể thấy được đó là cuộc tấn công trực diện vào Torres từ bilenya salina hay từ thị trấn New York đến Nelibiska và Chernybinska sau đó tấn công vào bên sườn Torres theo hướng chiến dịch phía nam tuyến đường sắt từ Adygbokos và đường cao tốc song song với nó tạo thành trục tiến công của quân đội nga hiện tại quân đội nga có ít nhất ba tuyến tiến về phía tây trong đó boskot ở trung tâm novo leskandrika ở phía bắc mục tiêu cuối cùng là áp sát thành phố boskot vào mùa thu hoặc mùa đông thứ tư xét từ cách bố trí chiến dịch của quân đội nga mục tiêu chiến lược hiện nay của quân đội nga vừa mang tính quân sự vừa chính trị từ quan điểm quân sự, với cách bố trí chiến đấu hiện tại của quân đội Nga, sau khi chiếm được thành phố Poskot vào năm tới, sẽ dẫn đến sự sụp đổ quy mô lớn của hệ thống phòng thủ của quân đội Ukraine ở miền Trung và miền Nam Donetsk, và thậm chí có thể gây ra phản ứng dây chuyền trong hệ thống phòng thủ ở phía bắc Zaporizhia. Trên thực tế, nếu quân đội Nga tiếp cận thành phố Poskot, xác suất Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine còn rất nhỏ, và thậm chí xác suất ngừng bắn trên mặt trận hiện tại cũng ngày càng nhỏ hơn, Do đó, kết quả quân sự sẽ được phản ánh ở cấp độ chính trị. Do vậy, điều trước mắt là Ukraine phải khẩn trương củng cố tiến phòng thủ ở thành phố Buskos. Tổng thống Zelensky tuyên bố rắn sau cuộc nói chuyện với Tổng tư lệnh Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đủ mạnh để đạt được các mục tiêu của mình sau cuộc trò chuyện với Oleksandr Sersky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky nhấn mạnh, tôi đã trao đổi với Tổng tư lệnh Sersky về các hành động của chúng ta hiện tại và trong tương lai gần. Ukraine có sức mạnh để đạt được mục tiêu của mình. Tôi biết ơn tất cả mọi người và đảm bảo điều này bằng sức mạnh của họ. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky đã khen ngợi lữ đoàn nhảy dù số 25, đơn vị chiến đấu trên mặt trận Porov và lữ đoàn tấn công đường không số 95. Đơn vị chiến đấu mà trận Torres vì sức mạnh và hiệu quả phi thường trong tuần này và trong suốt nhiều tuần của cuộc chiến này. Ông cũng khen ngợi Cục Tình báo Quốc phòng số 9 của Ukraine vì độ chính xác ở khoảng cách gần 1.800 km tính từ biên giới của chúng tôi. Ông Zelensky cũng nhắc đến kỷ niệm 2 năm ngày xảy ra sự kiện ở trại tù binh chiến tranh ở khu vực định cư bị chiếm đóng Olenivka. Đây là một trong những tội ác khủng khiếp nhất của Nga trong cuộc chiến này. Nga phải chịu trách nhiệm về việc này. Không có kịch bản nào mà những kẻ giết người sẽ không bị trừng phạt, ông Zelensky nhấn mạnh. Tỷ phú Mỹ dự đoán Ukraine thất bại trong xung đột Tỷ phú người Mỹ David Sachs cho biết, ngay cả khi có sự giúp đỡ từ phương Tây, Ukraine cũng không thể duy trì các nỗ lực quân sự của mình và sẽ bị đánh bại trong xung đột. Ukraine không thể duy trì nỗ lực chiến tranh của mình, ngay cả với sự hỗ trợ của phương Tây và cuộc chiến sẽ kết thúc trong thất bại, sách viết trên mạng xã hội X. Trước đó, Trung tá Mỹ đã nghỉ hưu kiêm nhập phân tích Daniel Davis viết trên mạng xã hội National Interest rằng Ukraine không có khả năng đánh bại Nga trên chiến trường trong thời gian tới, bất kể có nguồn lực gì, và Kiev cũng có rất ít cơ hội xoay chuyển tình thế cũng như sự cân bằng quyền lực trong cuộc xung đột theo hướng có lợi cho họ. Ngày càng có nhiều nhân vật ở Mỹ thiếu tin tưởng vào tương lai của Ukraine trong cuộc chiến. Cuối tuần qua, cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel Davis Deep Dive rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương một lữ đoàn mỗi ngày. Ukraine đang mất tới 2.000 người mỗi ngày. Họ mất một lữ đoàn mỗi ngày. Họ không có quân dự bị vô hạn. Chỉ trong tháng 6, tôi nghĩ số người chết là 55.000 người. Thật khủng khiếp, ông nói trong cuộc phỏng vấn. Theo nhà phân tích, quân đội Nga đang cắt đứt các tuyến tiếp tế chính mà người Ukraine dựa vào trong 10 năm qua ở Donbass. Điều đó khiến lực lượng vũ trang Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Truyền thông Mỹ tiết lộ sự thật gây sốc cho Ukraine. Các máy bay chiến đấu F-16 sắp có mặt ở Ukraine sẽ không mang lại lợi thế cho lực lượng vũ trang Ukraine do sự vượt trội của quân đội Nga, theo The Washington Post đưa tin đơn giản là có quá ít máy bay và quá nhiều hệ thống phòng không của Nga có khả năng bắn hạ chúng. Điều này có nghĩa là những F-16 đầu tiên rất có thể sẽ dùng để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Bắn hạ các mục tiêu trên không như tên lửa, máy bay không người lái và máy bay mà không tấn công vào bộ binh Nga cũng như các mục tiêu quân sự khác gần mặt trận, ấn phẩm viết. Washington Post lưu ý rằng Ukraine đang chờ giao khoảng 20 máy bay chiến đấu và sự hỗ trợ khiêm tốn như vậy báo hiệu sự dạn nứt ngày càng sâu sắc trong quan hệ giữa Kiev và các đồng minh. Trong cuộc trò chuyện với WP, một quan chức Ukraine lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể sử dụng F-16 gần nơi Nga triển khai quân do mối đe dọa từ phòng không Nga. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sersky cũng chỉ ra rằng các máy bay chiến đấu sẽ bay ở khoảng cách ít nhất 25 dặm tính từ tiền tuyến. Do đó, Ukraine khó có thể sử dụng những máy bay này để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Washington Post viết rằng việc bảo vệ F-16 trên mặt đất cũng sẽ là một thách thức vì tất cả các sân bay của Ukraine đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2, Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua. Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác. Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu. Nhưng để đáp lại, Nga phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc hoặc bị áp lực và tống tiền. Trong khi đó, liên minh này bất chấp sự phản đối của Moscow lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin hữu ích, xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!